Chào mừng các bạn đến với PKT, chuyên mục tiểu sử của những người từng lầm đường lạc lối nhưng đã nỗ lực thay đổi cuộc đời. Bạn có nhận ra hai ảnh này là cùng một người không? Ít ai biết được trước khi trở nên suy nhược như thế, anh ta đã từng là một trong những diễn viên hàng đầu ở Thái Lan. Điều này đã khiến nhiều người bao gồm chính anh tin rằng đây là hậu quả của nghiệp chướng từ kiếp trước mang đến kiếp này. Một hiện thế báo đầy nghiệt ngã. Suốt 5 năm dài rằng, Mạch không ngừng chiến đấu với các bệnh quái ác. Điều đặc biệt hơn là trong hành trình này có sự xuất hiện của một thầy thông linh, người đã nhiều lần cố gắng giúp Mạch thanh toán món nợ nghiệp lực. Tuy nhiên vào ngày 20 tháng 3 năm 2024, Mạch đã vĩnh viễn rời ra thế gian. Để lại câu hỏi ám ảnh trong lòng nhiều người, anh đã làm gì trong quá khứ mà phải gánh chịu nghiệp chướng nặng nề đến vậy? Liệu câu chuyện của Mách có phải chỉ là một sự ngẫu nhiên hay thực sự là minh chứng cho sức mạnh vô hình của nghiệp báo? Hãy cùng khám phá, suy ngẫm và tìm ra những bài học ẩn chứa sau số phận bi kịch của Mách qua video ngày hôm nay. Danh tính của nhân vật được nhắc đến ngày hôm nay. Tên thật Winai Graibut, sinh năm 1969, nghề nghiệp diễn viên, quê quán tỉnh Krabi, Thái Lan. Diễn viên nổi tiếng ở Thái Lan. Vinay Krabut, hay còn được gọi với cái tên thân mật là Mech, Sinh ngày 16 tháng 6 năm 1969, tại Kolata, tỉnh Karabi, Thái Lan. Anh khởi đầu sự nghiệp trong vai trò người mẫu và nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu của điện ảnh và truyền hình Thái Lan. Với tài năng diễn xuất vượt trội và ngoại hình cuốn hút, mech được công chúng ưu ái dành cho danh hiệu Trương Quốc Vinh Thái Lan. Đặc biệt, vai mai trong bộ phim kinh dị God Nana năm 1999 đã biến Mech thành biểu tượng quốc tế mang lại cho anh danh hiệu anh hùng tiền tỷ, đưa tên tuổi của anh vượt ra khắp thế giới. Đời người tựa như một dòng sông không ngừng chảy qua những khúc quanh bất ngờ. Và đôi khi chính những bước ngoặt ấy lại định hình số phận mà ta chẳng thể ngờ. Mách từng là ngôi sao sáng chói trên bầu trời danh vọng. Đã bắt đầu một hành trình khác lạ vào năm 2016 khi tham gia một chương trình tạp kỹ tâm linh chương trình ấy không chỉ thuần túy là giải trí mà còn lôi cuốn khán giả bởi những chủ đề sâu sắc về nghiệp lực và định mệnh những điều luôn bí ẩn nhưng lại quyến rũ lòng người đứng trước ống kính mấy không hề biết rằng những điều đang chờ đợi anh ở phía trước sẽ thay đổi cuộc đời anh mãi mãi chương trình mời đến một thầy thông linh danh tiếng được cho là có khả năng giao tiếp với không gian vô hình giải mã những nghiệp báo và khổ nạn từ kiếp trước mới cùng 31 người khác trong đó có một ngôi sao nổi tiếng tham gia vào chuỗi thử thách tinh thần. Cuộc thi không đơn thuần là giải trí mà còn xoáy sâu vào vận mệnh cá nhân, nơi mọi thử thách đều gắn liền với ngày sinh và những biến cố khó lường. Ban đầu, Mách tỏ ra tự tin và kiên cường. Anh vượt qua các thử thách một cách xuất sắc khiến không ít người trầm trồ. Nhưng đời vốn dĩ là như vậy, thử thách lớn nhất thường đến vào những khoảnh khắc bất ngờ nhất. Khi chương trình bước vào giai đoạn cuối, không khí trong trường quay như trùng xuống, đầy căng thẳng. Khi thầy thông linh đặt ra nhiệm vụ khó nhằn, tìm ra người mang nghiệp khẩu nghiệp, nghiệp chướng liên quan tới lời nói. Mạch đã với sự tự tin của mình bước lên sân khấu. Nhưng ngay khoảnh khắc đó thời gian như ngưng động, thầy thông linh bất ngờ lên tiếng, giọng nói chậm rãi và đầy quyền uy. Không cần tìm nữa người ấy đang đứng ngay trước mắt chúng ta. Toàn bộ trường quay chìm trong sự im lặng nặng nề. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía mấy. Người vừa rồi vẫn còn ngập tràn tự tin. Thầy thông linh không ngần ngại chỉ thẳng rằng chính anh, người đứng giữa ánh đèn sáng chói là kẻ mang khẩu nghiệp. Một cơn chấn động tinh thần len lỏi qua từng tế bào. Mọi thứ bỗng trở nên mơ hồ và nghẹt thở. Mạch, người từng kiên định, này đứng trước sự thật phũ phàng về những lời nói, những hành động của mình trong quá khứ. Giờ đây phải đối diện với cái giá của nghiệp báo. Thầy Thông Linh với đôi mắt sâu thẳm như nhìn xuyên qua linh hồn, bắt đầu giải thích rằng, Mạch mang trong mình một nghiệp lớn không phải vì những lời cay đắng anh thường nói ra mà là cách anh sống quá rạch ròi giữa yêu và ghét. Anh không dễ tha thứ cho những kẻ đã làm sai với mình và chính điều này đã tích lũy một lượng nghiệp nặng nề. Thầy khuyên Mạch rằng từ nay anh cần phải cẩn trọng hơn với lời nói và hành động của mình nếu không muốn gánh chịu thêm những đau đớn và nghiệp lực mang lại. Người dẫn chương trình không có lỡ cơ hội, quay sang hỏi Mách. Những điều thầy nói có đúng không? Mách với vẻ điềm tĩnh, nhưng đầy ưu tư gật đầu xác nhận. Anh thừa nhận rằng những điều thầy thông linh nói hoàn toàn đúng. Mách chia sẻ anh không phải kiểu người thường xuyên gây hấn hay nói lời cay nghiệt. Nhưng khi ai đó thực sự làm điều ác, anh không thể bỏ qua dễ dàng. Với Mạch, sớm muộn gì những người đó cũng sẽ phải trả giá cho những gì họ đã làm. Không khí của chương trình vốn đã căng thẳng, nay lại càng trở nên lắng động hơn khi thầy Thông Linh bất ngờ đặt một câu hỏi không ai ngờ tới. "Bạn có từng làm tổn hại những sinh vật nhỏ bé nào không?" Mạch thoáng ngạc nhiên nhưng rồi ánh mắt anh dần chìm trong ký ức của thời thơ ấu. Anh kể khi còn nhỏ gia đình anh rất nghèo, từ khi 5 tuổi anh đã cùng cha mẹ đi tìm kiếm thức ăn để sống qua ngày. Mạch thừa nhận mình từng săn bắt cá thậm chí cả chim để nuôi sống gia đình. Những hình ảnh ấy tưởng chừng đã bị chôn vùi trong ký ức, giờ đây như dòng thác trào ra từ tâm trí. Mạch còn nhớ anh rất sợ rắn và mỗi khi nhìn thấy chúng, anh không ngần ngại sử dụng công cụ để đối phó, không chút do dự. Những câu chuyện về thời thơ ấu của Mạch không ngừng tuôn ra như một cách giải tỏa những gánh nặng vô hình mà anh đã mang theo suốt nhiều năm trời. Anh nói rằng khi còn nhỏ, anh làm những điều đó mà không suy nghĩ nhiều và giờ đây anh không thể nhớ nổi mình đã làm tổn hại bao nhiêu sinh vật như thế tuy nhiên một sự kiện đã khắc sâu vào tâm trí anh một lần khi Mách trưởng thành anh ghé thăm một ngôi chùa dù không ai biết anh là ai nhưng ngay khi bước vào vị cao tăng đó đã nói một câu khiến Mách sững sở khi còn nhỏ con đã làm tổn thương nhiều sinh vật nhỏ bé và giờ đây thân con sẽ phải chịu nhiều đau đớn những lời nói ấy đã khắc sâu vào tâm trí Mách từ đó chúng luôn lẩn vẩn trong đầu anh như một lời nhắc nhở không thể trốn tránh. Và thầy thông linh hỏi về tình trạng sức khỏe hiện tại của anh. Mách không ngần ngại thừa nhận rằng mỗi ngày trôi qua anh đều phải chịu đựng những cơn đau hành hạ khắp cơ thể. Những cơn đau dữ dội đến mức có lúc anh không thể ngủ được. Thậm chí có lần phải bò vào nhà vệ sinh khi không thể đi lại bình thường. Thầy thông linh với vẻ nghiêm nghị tiếp tục giải thích rằng ông nhìn thấy rất nhiều linh hồn nhỏ bé đang lẩn quẩn xung quanh Mách. Đó chính là những linh hồn của những sinh vật đã từng bị anh làm tổn hại. Ông hỏi, liệu Mách có điều gì muốn nói với những linh hồn này hay không? Trong khoảnh khắc lặng thinh Mách trầm ngâm, giọng nói của anh chậm rãi vang lên đầy dây dứt. Tôi thật sự mong muốn được xin lỗi họ, mong được tha thứ và tôi sẵn sàng làm những việc thiện để chuộc lại lỗi lầm. Chương trình tạp kỹ khép lại, nhưng câu chuyện về nghiệp báo của Mách lại chỉ vừa như mới bắt đầu. Từ sau buổi ấy, tình trạng sức khỏe của anh ngày càng xấu đi. Những cơn đau như càng thêm dữ dội, không ngừng dày vò cơ thể anh. Người hâm mộ của Mạch không khỏi đặt ra câu hỏi liệu những điều này có liên quan đến những gì anh đã chia sẻ trong chương trình hay chỉ đơn thuần là một sự trùng hợp đáng sợ. Mắc phải căn bệnh kỳ lạ. Đôi khi cuộc đời con người bị cuốn vào những vòng xoáy của số phận mà không ai có thể lường trước. Mạch ngôi sao từng tỏa sáng rực rỡ giờ đây phải chịu đựng một nỗi đau khó ai có thể hiểu thấu. Không chỉ từ cơ thể mà còn từ tâm hồn, ban đầu chỉ là những mụn nước nhỏ li ti nổi lên ở lòng bàn tay nhưng chẳng mấy chốc chúng lan rộng phát triển thành những nốt lớn hơn vỡ ra chảy dịch rồi đóng vảy những tường sau khi lành mọi chuyện sẽ qua đi nhưng không vòng lặp đó cứ lặp đi lặp lại khiến mếch rơi vào hố sâu của sự mệt mỏi và chán nản anh đã gõ cửa không biết bao nhiêu phòng khám hy vọng một phép màu từ y học có thể cứu mình nhưng mỗi lần Mick đặt niềm tin và một chẩn đoán anh lại ra về trong sự bế tắc. Khi các bác sĩ, dù tài giỏi đến đâu, cũng không thể đưa ra câu trả lời. Sau bao nỗ lực cuối cùng, một nhóm chuyên gia da liễu tại một trường y khoa danh tiếng ở Thái Lan đã phát hiện Mick mắc phải căn bệnh hiếm gặp Pemigiroi. Đây là một căn bệnh tự miễn, từ hệ thống miễn dịch tự tấn công các tế bào da. Tuy nhiên, nguyên nhân gây ra căn bệnh này vẫn là điều bí ẩn mà ngay cả những bác sĩ cũng chỉ có thể lắc đầu bất lực. Nhưng trong sự tuyệt vọng đó, Mitch vẫn cố níu giữ chút hy vọng mong manh mà các bác sĩ đã trao cho anh. Dù căn bệnh hiếm gặp và khó chữa nhưng không phải là không có cơ hội phục hồi nếu điều trị kịp. Mitch bắt đầu liệu trình điều trị với niềm tin mãnh liệt rằng mình có thể vượt qua tất cả. Anh tin rằng dù số phận có khắc nghiệt, con người vẫn có quyền hy vọng và một tương lai tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, số phận chưa bao giờ là một con đường bằng phẳng. Năm 2019, Mạch một lần nữa quay trở lại chương trình tạp kỹ tâm linh mà anh đã từng tham gia. Lần này anh mang theo không chỉ niềm tin vào y học mà còn hy vọng vào sự hồi phục cả về thể chất lẫn tinh thần. Mạch mong muốn tìm lại ánh sáng trong bóng tối của cuộc đời mình. Thế nhưng lời nói của thầy Thông Linh, người từng cảnh báo anh về nghiệp báo lại khiến mọi hy vọng vỡ tan. Anh sẽ không thể hồi phục hoàn toàn. Câu nói ấy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào Mạch dập tắt ngọn lửa hy vọng mà anh đã cẩn thận vun đắp. Sự thật phũ phàng ấy khiến Mick suy sụp hoàn toàn. Trong khoảnh khắc đó, tất cả những nỗ lực niềm tin mà anh từng cố gắng duy trì, giờ chỉ còn là hư vô. Khi nhìn lại những hình ảnh từ Mick cả hai lần tham gia chương trình, người ta không khỏi xót xa trước sự thay đổi rõ rệt của anh trong vỏn vẹn ba năm. Từ một người đàn ông khỏe mạnh đầy nhiệt huyết, Mick giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình bị bao mòn bởi nỗi đau không dứt trong những khoảnh khắc u tối và đầy đau đớn của cuộc đời có những thứ duy nhất giữ mách không gục ngã tình yêu vô điều kiện của người vợ ae à, từ khi mách bắt đầu hành trình gian nan với căn bệnh kỳ lạ ae à luôn ở bên cạnh không rời nửa bước cô chăm sóc anh từng chút một từ việc lo lắng cho sức khỏe đến việc tìm mọi phương pháp để cứu lấy anh người dân thái lan cảm thương cho mách bởi những nỗi đau mà anh phải chịu đựng nhưng họ cũng ngưỡng mộ tình yêu và sự tận tụy của AE dành cho anh. Chính nhờ sự hy sinh ấy, Max đã có thể chống chọi được suốt những năm tháng dài đầy tuyệt vọng. Thế nhưng tình yêu thương của AE dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể thay đổi sự thật rằng căn bệnh của Max ngày một trở nên trầm trọng hơn. Từ một ngôi sao lấp lánh trên sân khấu, người đàn ông từng tràn đầy sức sống này phải đối diện với hiện thực phũ phàng. Anh dần mất khả năng tự di chuyển, phụ thuộc vào chiếc xe lăn mỗi ngày. Thân thể Max trở nên gầy cuộc hốc hác như thể mọi sức mạnh và niềm tin đã bị căn bệnh rút cạn, để lại một hình bóng tàn tạ của ngôi sao ngày xưa. Khi y học hiện đại dường như không còn mang lại hy vọng, gia đình và bạn bè của Max buộc phải tìm đến những giải pháp khác. Họ đưa anh đến gặp Pai San, một pháp sư nổi tiếng với khả năng túc mệnh thông. Người ta gọi ông là Tiên sinh Pai San, một người có thể nhìn thấu quá khứ và biết được nghiệp lực của mỗi người từ kiếp trước khi nhìn thấy mách tiên sinh Paisan trầm ngâm trong giây lát rồi bắt đầu kể về kiếp trước của anh. Theo ông, mách từng là một thương nhân giàu có, có lẽ là người Ấn Độ hoặc Pakistan, làm ăn với quốc vương và nắm trong tay quyền lực lớn. Nhưng cũng chính quyền lực ấy đã dẫn dắt ông đến nhiều sai lầm lớn, đặc biệt là việc bất kính với Phật giáo và các tôn giáo khác. Những hành động đó đã tích lũy nghiệp báo khổng lồ và trong kiếp này, Mách phải trả cho những gì sai lầm đó. Lời nói của tiên sinh Pai San như mở ra một cánh cửa mới trong hành trình đau đớn mà Mách đang phải trải qua. Bệnh tật giờ đây không còn chỉ là một điều ngẫu nhiên mà đã trở thành minh chứng cho nghiệp lực mà anh đang phải trả. Gia đình và bạn bè của Mách không khỏi bàng hoàng, nhưng họ cũng nhận ra rằng những gì Mách phải đối diện không thể vượt qua bằng những phương pháp thông thường. Dù vậy, tiên sinh Pai San không nhận thù lao cho sự giúp đỡ của mình, chỉ khẳng định rằng đây là một phần của nghiệp báo mà Mách phải gánh chịu. Trong khi gia đình và bạn bè không ngừng tìm cách cứu chữa, Mạch dần đối diện với sự thật đau đớn đó, từ một người mạnh mẽ đầy quyết tâm, giờ đây anh phải chấp nhận rằng không có lối thoát dễ dàng khỏi nghiệp lực của kiếp trước. Có lẽ chính Mạch cũng đã hiểu rằng, đây không phải là một hành trình có thể đo lường bằng thời gian hay sự đau đớn. Đây là nghiệp báo mà anh phải trả, là món nợ từ một kiếp khác mà anh không thể trốn tránh. Trả nợ kiếp trước theo tiên sinh Paisan, với khả năng túc mệnh thông đã mở ra cánh cửa dẫn lối mách và gia đình đến những sự thật kinh ngạc từ kiếp trước, một hành trình đầy trông gai để hóa giải nghiệp lực. Theo lời tiên sinh, trong tiền kiếp có 7 người từng bị mách gây hại nghiêm trọng. Điều đáng sợ là nghiệp lực ấy đã theo mách đến kiếp này, trở thành gánh nặng mà anh phải trả giá. Tiên sinh không chỉ nêu tên những người đó mà còn tiết lộ vị trí của họ trong kiếp hiện tại. Tuy nhiên, những cái tên mà tiên sinh đọc ra chỉ mang theo phát âm mà không có cách viết cụ thể, làm việc tìm kiếm trở nên vô cùng gian nan. Bốn người đầu tiên trong danh sách đã tái sinh thành các nhà sư ở Thái Lan và nhờ vào thông tin về các ngôi chùa họ đang tu hành, Mách và gia đình nhanh chóng lần ra manh mối. Thế nhưng khi họ đến nơi, bốn vị hòa thượng ấy đã rời khỏi thế gian. Trước tình cảnh ấy, mất chỉ có thể thực hiện các nghi lễ sám hối tại những ngôi chùa họ từng sinh sống, với hy vọng rằng lòng thành và sự ăn năn của mình có thể giảm bớt phần nào nghiệp lực. Người thứ năm trong danh sách là một giáo viên tại Patani, miền Nam Thái Lan. Tên của bà khá lạ, gây khó khăn cho vợ và bạn bè của Mách trong việc tìm kiếm. Họ đã phải cố gắng tra cứu rất nhiều cách viết khác nhau trước khi có thể lần ra danh tính người phụ nữ này. Bà là một giáo viên Hồi giáo đã qua đời từ 15 năm trước Mạch đích thần đến ngôi làng nơi bà từng sống để thực hiện nghi lễ sám hối. Bởi Mạch là một ngôi sao nổi tiếng, dân làng chào đón anh với lòng hiếu khách và giúp anh hoàn thành nghi lễ một cách suôn sẻ. Dù bà đã không còn, sự chân thành của Mạch vẫn để lại dấu ấn như một cách để bù đắp những lỗi lầm từ kiếp trước. Điều kỳ diệu bắt đầu xuất hiện từ khi Mạch thực hiện nghi lễ sám hối cho năm người này. Sức khỏe của anh có sự chuyển biến tích cực, những cơn đau hành hạ ngày đêm dần thuyên giảm và lượng thuốc anh phải dùng cũng giảm đi đáng kể. Niềm tin vào việc hóa giải nghiệp lực trở nên vững vàng hơn bao giờ hết, thúc đẩy gia đình tiếp tục hành trình tìm kiếm hai người còn lại trong danh sách. Chủ nợ thứ sáu từ kiếp trước tên là Zaraston, được tiên sinh tiết lộ đang sống gần Bangkok. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, vợ và bạn bè của Mike phát hiện rằng Ton đã chuyển đến Sisaket từ hơn một thập kỷ trước. Thật may mắn, thông qua người chủ mới của ngôi nhà mà Todd từng ở, họ đã liên lạc được với ông. Khi biết về câu chuyện của Mike, Todd không những chấp nhận tham gia nghi lễ sám hối mà còn quyết định đến tận nhà của Mike vì lo lắng cho sức khỏe của anh. Cuộc gặp gỡ giữa hai người từng là oan gia ở kiếp trước diễn ra trong bầu không khí đầy cảm xúc. Mike và Todd, cả hai đều không thể kìm nén những giọt nước mắt không chỉ vì sự oán giận đã được hóa giải mà còn vì sự kỳ diệu của nghiệp báo. Todd chia sẻ, Việc tìm ra ông là một chuyện vô cùng may mắn, bởi người cùng tên với ông có đến 7-8 người, và thậm chí giấy tờ đất đai của ông còn không ghi đúng tên thật. Trước khi đến gặp Max, Toàn đã mua vài tấm vé số với số nhà của Max như một hành động thiện lành. Không ngờ, tọt chúng đến 9 tờ vé số, tổng cộng giá trị lên đến 180.000 bạc, tương đương khoảng 130 triệu đồng. Và ngay sau khi chấp nhận lời sám hối của Max, vẫn may lại tiếp tục mỉm cười với Todd khi ông trúng giải độc đắc Điều này như một minh chứng cho câu hỏi thiện hữu, thiện báo, ác hữu, ác báo. Tha thứ và bỏ qua oán hận có thể mang lại phúc khí lớn lao cho bản thân. Sau khi hóa giải được 6 mối oan gia từ kiếp trước, gia đình Mách hướng đến người cuối cùng hy vọng rằng hành trình sám hối của anh có thể hoàn tất. Nhưng lần này họ vấp phải một sự trở ngại lớn chưa từng gặp phải. Người này một tín đồ Hồi giáo, không tin vào luân hồi và coi nghi thức sám hối của Mách như một sự xúc phạm đối với niềm tin của ông. Mọi lời thuyết phục của gia đình Mách đều bị từ chối. Ông không chỉ từ chối thương lượng mà còn thể hiện rõ sự oán hận, kiên quyết không muốn hóa giải mỗi thù từ kiếp trước. Thực tế, tiên sinh Paisan đã dự đoán trước tình huống này. Ông từng nói rằng trong kiếp trước, người này là một tín đồ Phật giáo, nhưng do phải chịu tổn hại quá lớn, ông ta thề không bao giờ quay lại con đường cũ và sẽ theo đuổi một tôn giáo khác trong kiếp sau. Điều này giải thích lý do tại sao dù cả hai người đều là tín đồ Hồi giáo, nhưng chủ nợ thứ năm có thể tha thứ cho Max, trong khi người cuối cùng lại không chấp nhận hóa giải. Sau khi thất bại trong việc thuyết phục, sức khỏe của Max đột nhiên suy giảm nhanh chóng. Có phải vì nghiệp lực chưa được giải thoát hay chỉ đơn thuần là áp lực tâm lý quá lớn? Không ai có thể trả lời. Chỉ biết rằng bệnh tình của Max ngày càng trở nên nghiêm trọng. Từng ngày trôi qua đều nặng nề hơn. Trước tình cảnh đó, gia đình của Max trong tuyệt vọng đã cầu cứu tiên sinh Paisan. Tiên sinh đề nghị nhờ đến sự giúp đỡ của bốn vị cao tăng, mong họ thực hiện nghi lễ cầu phúc cho Mách với hy vọng có thể mang lại cho anh một chút bình yên. Một điều kỳ diệu đã xảy ra ngay sau khi nghi lễ được hoàn thành, sức khỏe của Mách tưởng chừng không còn cứu vãn bỗng nhiên có những dấu hiệu cải thiện rõ rệt. Anh bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm và thậm chí có thể tự mình bước ra ngoài, cảm nhận ánh mặt trời. Trong một đoạn video xúc động, Mách đầy hân hoan lên tiếng tôi sắp bình phục rồi. Nhưng cuộc đời mách vốn dĩ chưa bao giờ dễ dàng và niềm hy vọng mong manh đó không kéo dài lâu. Chỉ hai tháng sau, sức khỏe của anh lại bị suy sụp nhanh chóng. Cơ thể đã bị tàn phá bởi căn bệnh quái ác với sự suy dinh dưỡng kéo dài, khiến mách kiệt quệ dần. Dù gia đình đã làm tất cả để cứu vãn tình hình, nhưng sự mong manh của cuộc đời không thể tránh khỏi. Đến ngày 20 tháng 3, khi chỉ mới 54 tuổi, mách đã lặng lẽ rời ra thế gian để lại bao nhiêu tiếc thương và đau lớn cho gia đình, bạn bè và những người từng yêu thương anh. Điều kỳ diệu cuối cùng. Chỉ một ngày trước khi Mách vĩnh viễn rời bỏ thế gian vào ngày 19 tháng 3, một sự kiện kỳ lạ đã xảy ra với cô con gái nhỏ của anh. Tại trường mẫu giáo, cô bé với dáng vẻ lặng lẽ và chững chạc tự mình thu dọn cặp sách sớm hơn thường lệ. Cô giáo thắc mắc nhẹ nhàng hỏi tại sao cô bé lại chuẩn bị ra về sớm như vậy Đáp lại cô bé chỉ nói một câu đơn giản nhưng đầy ám ảnh. Bố đến đón con về nhà. Khi thấy Mick đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU, rằng co với những cơn đau cuối cùng, nhưng dường như linh hồn anh không nỡ rời xa người con gái út để rồi tạm thời rời bỏ tân thể, đến thăm cô một lần cuối. Đêm 20 tháng 3, khi cô con gái nhỏ đang chìm vào giấc ngủ say, đột nhiên cô thì thầm với mẹ mình, bố đến đây rồi, rồi lật mình ngủ tiếp, như thế đó là một giấc mơ bình thường, nhưng lúc ấy vợ của Max ai vẫn chưa hề cảm nhận được tin tức gì về tình trạng của chồng. Mọi thứ dường như chìm trong cảm giác mơ hồ, nhưng cũng đầy dự cảm như một lời báo hiệu về sự ra đi của người cha mà cô bé có thể cảm nhận, ngay cả khi anh không còn hiện diện. Khi tang lễ của Max được tổ chức theo nghi thức Phật giáo, gia đình và bạn bè đã đưa thi hài của anh đến chùa, ngay khi chiếc xe chở anh vừa dừng lại trước cổng chùa. Một lần nữa cô con gái nhỏ lại nói với dì của mình, bố đến rồi. Lời nói ngây thơ ấy trùng khớp một cách kỳ lạ với những khoảnh khắc quan trọng. Điều khiến tất cả những người xung quanh không khỏi xúc động. Giận ngập trước sự hiện diện vô hình nhưng dường như rất rõ ràng của Mách. Giữa bầu không khí trang nghiêm của tang lễ, một khoảnh khắc đầy xúc cảm và kỳ diệu đã xảy ra. Cô con gái út bất ngờ tiến tới và chui vào quan tài của cha mình. Cô bé ở trong đó chỉ một phút ngắn ngủi nhưng khi bước ra cô bật khóc nức nở. Khi được mọi người hỏi lý do, câu trả lời của cô khiến tất cả không khỏi bàng hoàng. Cô bé nói, bố bảo con hãy lấy bông trong mũi ra vì bố rất đau. Những lời nói ấy ngây thơ nhưng đầy cảm xúc, như một cầu nối giữa hai thế giới, khiến tất cả đều cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ, thiêng liêng và đầy đau đớn. Không chỉ cô con gái út, mà theo tiên sinh Pai San, Người đã đồng hành cùng Max trong hành trình sám hối, linh hồn của Max vẫn nhiều lần tìm đến ông. Trong những lần trò chuyện với tiên sinh, Max tỏ ra nhẹ nhõm hơn, như thể sau tất cả, anh đã phần nào chút bỏ được những gánh nặng của nghiệp lực mà mình từng mang. Tuy nhiên, Max cũng không tránh khỏi sự tiếc nuối. Anh thừa nhận rằng nếu biết trước mình không thể thoát khỏi vòng tuần hoàn của nghiệp lực, có lẽ anh đã không phải vất vả tìm mọi cách để chữa trị, kéo dài nỗi đau không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình, đặc biệt là vợ con anh. Trong sự bối rối và dây dứt của Mách, tiên sinh San nhẹ nhàng chấn an. Không phải như vậy đâu, anh đã toàn lực sám hối và chuộc lỗi trong đời này. Và chính nhờ sự kiên định đó, anh đã trả hết nghiệp lực của mình. Kiếp sau anh sẽ không mang theo những nghiệp chướng này nữa. Những lời nói của tiên sinh như một ánh sáng ấm áp trong bóng tối, xoa dịu linh hồn đang đau đớn và mệt mỏi của Mách. Đó là sự an ủi lớn lao giúp anh nhận ra rằng hành trình của mình dù đầy gian truân cũng đã đạt được sự giải thoát cuối cùng. Cuộc đời của Mạch từ tuổi thơ nghèo khó thời thanh xuân huy hoàng đến khi trung niên phải đối mặt với căn bệnh khắc nghiệt đã để lại nhiều suy ngẫm sâu sắc. Căn bệnh không chỉ làm tổn hại thân thể mà còn tạo ra sự chấn động mạnh mẽ về tinh thần và nội tâm của anh. Là một ngôi sao nổi tiếng với ngoại hình tuấn tú và tài năng thiên phú, Mạch đã phải đối diện với sự suy sụp về sức khỏe, điều mà không một ai có thể tưởng tượng tuy nhiên bên cạnh anh luôn có người vợ hiền thục đầy nghĩa khí cùng những người bạn thân thiết đã không ngừng đồng hành chia sẻ và chăm sóc anh trong những năm tháng khó khăn nhất trong cuộc sống không phải lúc nào con người cũng có thể kiểm soát được những gì xảy ra với mình nhưng cách người ta đối mặt với những thử thách lại có thể quyết định tương lai và số phận bài học từ câu chuyện của mấy chính là một lời nhắc nhở sâu sắc cho mỗi chúng ta khi rời khỏi thế gian tiền tài danh vọng hay địa vị đều không thể mang theo điều duy nhất còn lại chính là nghiệp lực những hậu quả từ hành động mà đã tạo ra trong cuộc đời. Nhân sinh tại thế chỉ có việc không ngừng hành thiện, tích đức và sống với lòng bao dung, yêu thương mới có thể giúp chúng ta tạo dựng một tương lai tươi sáng hơn. Tha thứ và sám hối không chỉ là việc hóa giải những oán hận từ quá khứ mà còn để giải thoát bản thân khỏi những gánh nặng vô hình, đem lại sự bình yên trong tâm hồn. Cuộc đời của Mẹc là một minh chứng rõ ràng cho sự đấu tranh không ngừng nghỉ để trả hết nợ nghiệp và cuối cùng dù trải qua bao nhiêu đau khổ anh đã đạt được sự giải thoát chúng ta cũng có thể học hỏi từ điều này để sống tốt hơn hành thiện nhiều hơn và biết trân trọng những điều tốt đẹp trong cuộc sống mang lại hãy cùng suy ngẫm về những câu chuyện này và đừng quên rằng mỗi hành động của chúng ta đều có thể mang lại hậu quả lớn lao nếu bạn có những suy nghĩ hay ý kiến về các vụ án hãy để lại bình luận bên dưới bạn muốn pkt làm về tiểu sử giang hồ tử tù hay người nổi tiếng nào cùng để lại bình luận bên dưới cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ấn đăng ký và like để xem tiểu sử giang hồ tử tù người nổi tiếng mỗi ngày trên pkt